tu samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng chánh đẳng giác ấy. Nhờ danh lực tán dương Đức Tam Bảo, các tấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Vĩ Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sinh trí quán, thực hành pháp ca thưởng Đức Thế Tôn, ngờ hầu sớm độ tận khổ thành tổ thánh trí, đạt đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu tới phần tâm sở. Cái chữ tâm sở từ chữ Pali là Cetasika. Cetasika là một cái gì đó nó thuộc về suy tư. Ý cá là ở nơi này hoặc là một điều nào đó. Chê cá, tá có nghĩa là từ ngữ căn là chích, là suy tư hay là ngẫm nghĩ. Cho nên cái ngày có dịch cái từ chê tá cá này là tâm sở, tức là phần phụ thuộc của tâm. Xin thưa quý vị, tuy rằng là cái phần phụ thuộc của tâm, nhưng mà lại đóng vai trò rất là quan trọng. Bởi vì sự thành bại hay là sự bị ngăn chặn hoặc là một sự thông suốt, tất cả đều từ những cái tâm sở này. Ở một góc độ khác, đối với những vị thánh hữu học hay là phàm nhân thì chính phần lớn những cái tâm sở này nó tạo ra những cái tâm thiện hoặc là những tâm bất thiện. Rồi từ những tâm thiện, tâm bất thiện đó nó mới tạo ra những cái ác nghiệp, bất thiện nghiệp hoặc là những thiện nghiệp. Như câu kệ ngôn trong phẩm Song Yếu đầu tiên, Đức Phật ngài dạy rằng á, tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tâm tạo. Nếu nói hay làm với ý ác thì quả xấu sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo chân vật kéo. Hay là ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay làm với ý thiện thì quả tốt sẽ theo sau như bóng không rời hình. Và bản sứ giải giải thích rằng á, các pháp ở đây chỉ cho những cái tâm sở. Và chính những cái tâm sở này nó mới tạo thành ra những cái chuỗi luân lưu, để rồi thực hiện ra những cái công trình lớn hoặc là thực hiện những ác bất thiện nghiệp vô vật. Nó cũng giống như là một triều đình vậy. Đức vua chỉ là cái người lãnh đạo, nhưng mà đức vua sẽ không làm gì cả, mà tất cả mọi việc điều hành của triều đình hay là những sự tạo tác những hoàng cung hay là sự cứu đói hoặc là chẩn bần hoặc là tu sửa lại những đền miếu hoặc là đắp đê vân vân, tất cả những điều đó đó đức vua không nhúng tay vào, ông ta chỉ đạo mà thôi.
Nhưng mà những cái người mà thực hành đó mới là người đóng vai trò quan trọng, tức là các vị đại thần, các người thực hiện công trình đó. Nhưng mà người ta sẽ nói rằng cái công trình này do đức vua với vương hiệu gì đó đã tạo ra. Chúng ta thí dụ giống như vua Tuthagamini có Sứt Tích Lan, đức vua này đã kiến tạo xây dựng ra một cái đại bảo tháp ở Sứt Tích Lan rất nổi tiếng, đó là Mahathubha. Nhưng mà thực tế thì đức vua chỉ có một ý nghĩ và ra lệnh hoặc yêu cầu những cái thành viên ở trong triều đình hoặc là cung thỉnh chư tăng đứng ra chủ trì cuộc xây cất này. Mọi người xây cất cái tịnh cái bảo tháp Mahathubha, đó chính là một vị đại trưởng lão trong Phật giáo, đó là ngài Indaguta. Khi đưa ra một ví dụ này để cho chúng ta thấy rằng á, đức vua chỉ sướng lên mà công trình được hoàn mỹ tốt đẹp đó là do những người nhân công. Như thế nào cũng vậy, tâm chỉ có một vai trò là biết cảnh và hướng dẫn các tâm sở mà thôi, nhưng mà thực hiện những cái việc đó, đó chính là cái tâm sở. Với một người mà chứng đắc được đạo quả với ngũ quyền được đồng đẳng hay là thực hành bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hoặc là tín niệm tàm tín niệm định tuệ tấn ngũ quyền đó, mà tín tấn niệm định tuệ hay là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, tất cả những cái điều này là tâm sở. Tâm không có nhúng tay vào. Cho nên xin thưa quý vị rằng tâm sở này là một cái pháp rất là đặc biệt, mặc dù mang tiếng là tùy thuộc vào tâm, nhưng mà lại là người xây dựng, người kiến tạo để rồi cho cái kết quả tốt đẹp hay là xấu xa hư đọa. Trong cái cuộc tu tập của chúng ta đó là chúng ta cần nắm bắt được những cái tâm sở này với những cái công năng của nó, chứ không phải là nắm bắt cái tâm. Ví dụ như một cái người mà niệm tâm tứ niệm xứ, tâm có tham biết rằng tâm có tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm cao thượng biết rằng tâm cao thượng, tâm thấp kém biết rằng tâm thấp kém. Cái sự biết đó nó chính là tâm sở trí, mà tâm sở trí đó là một cái tâm sở. Hoặc là chúng ta giữ giới thì chính tâm sở, tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó đóng một vai trò quan trọng ở trong cái công việc giữ giới chúng ta. Hoặc là khi mà quý vị làm phước mà cúng dường trai tâm, trai tăng chẳng hạn vậy, thì chính là tâm sở vô tham đóng vai trò quan trọng. Hay là khi mà chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, nhất là tâm từ tâm bi, thì bây giờ là tâm sở vô sân này là đóng vai trò quan trọng, vân vân. Khi chúng ta lược thuật như vậy đó để quý vị thấy rằng cái tầm quan trọng của tâm sở. Tuy rằng là vật phụ thuộc của đức vua, nhưng mà nếu mà đức vua đi gì mà không có bốn đại binh chủng đi theo bảo vệ, không có những cái người thân tín theo bảo vệ, thì đức vua cũng sẽ lâm vào, có khả năng lâm vào ở tai nạn hoặc là bị ám sát vân vân. Như thế nào cũng vậy, nếu mà tâm không có tâm sở đính kèm theo
thì tâm trở thành là một đức vua không có quân, không có quan, và đức vua đó trở nên vô vị. Sau khi chúng ta hiểu biết được những cái điều quan trọng của tâm sở như vậy, để chi? Để đối với những cái tâm sở nào mà thuộc về bất thiện thì chúng ta ngăn trừ nó, áp chế nó, đẩy lui nó. Và những cái tâm sở nào thuộc về dạng tốt đẹp thì chúng ta tiếp nhận nó, triển khai nó và làm tăng trưởng nó lên. Và do đó thì có câu hỏi rằng như vậy tâm sở chia làm mấy loại? À, xin thưa quý vị, theo luận Atidam thì tâm sở được chia thành ba nhóm. Một nhóm thứ nhất được gọi là tâm sở tợ tha, chữ Pali gọi là Anya Samana. Tâm sở tợ tha này chữ Pali gọi là Anya Samana. Chữ Anya là một cái gì đó khác, mà Samana là tương tự với cái đó hoặc là đi chung với cái đó. Mà nếu theo dịch theo nghĩa đó, theo từ Hán Việt chúng ta đó, tợ là giống như, tha là bên ngoài. Như chúng ta có chữ tha nhân là người ngoài hay là người khác, thì tợ tha này là giống như cái khác. Nói một cách khác nữa, tâm sở tợ tha này nếu đi chung với những cái tâm sở thiện thì nó sẽ tương tự như tâm sở thiện, nó giống như tâm sở thiện. Nếu cho nó đi chung với tâm sở bất thiện thì nó sẽ tương tự như tâm sở bất thiện, nó giống như cái khác, tợ tha. Đây là một cái dạng tâm sở thứ nhất. Một nhóm tâm sở thứ hai là tâm sở bất thiện. Cái nhóm tâm sở này là luôn luôn nó tạo ra những điều xấu xa, nó luôn luôn tạo ra những bất thiện pháp hoặc là ác pháp. Một nhóm tâm sở thứ ba được gọi là tâm sở tịnh hảo, tức là một cái nhóm tâm sở này luôn luôn thực hiện những phận sự mình theo chiều hướng, theo khuynh hướng thiện, theo một khuynh hướng tốt đẹp và theo một khuynh hướng trong sạch. Và tổng cộng chúng ta sẽ có tất cả là 52 tâm sở. Trong 52 tâm sở đó thì tâm sở tợ tha chiếm 13 tâm sở, tâm sở bất thiện chiếm 14 tâm sở, và tâm sở tốt đẹp hay là tâm sở tình hảo nó chiếm 25 tâm sở. Và nếu mình một cách tổng quát thì chúng ta thấy rằng những cái tâm sở tốt đẹp đó nó gần như là gấp đôi cái tâm sở bất thiện, nó chiếm tới 25 tâm sở, và trong khi tâm sở bất thiện chỉ có 14. Vậy mà chúng sanh phần lớn lại rơi vào cái ác pháp, phần lớn lại rơi vào bất thiện pháp. Cái nguyên nhân là bởi vì không nắm bắt được
cái tâm sở si mê. Xin thưa quý vị rằng tất cả những bất thiện pháp nó sanh khởi lên đều dựa vào si mê làm nền. Mà si mê càng dày đặc thì người đó rơi vào bất thiện pháp nhiều hơn. Do đó tâm sở bất thiện tuy rằng chỉ 14 tâm sở, nhưng mà phần lớn chúng sanh lại rơi vào những ác pháp, bất thiện pháp, bởi do không nắm bắt được cái công năng cũng như cái tác dụng hoặc là việc làm của những cái tâm sở bất thiện. Ở đây sở dĩ chúng tôi không đề cập tới tâm sở tạo tha, bởi vì chúng ta đã định nghĩa rằng anh nhát sắm ná đó có nghĩa là giống như cái khác. Nếu như những cái tâm sở nào thuộc về tự tha mà nó đi chung với tâm sở bất thiện thì nó sẽ trở thành bất thiện, mà nó đi chung với những tâm sở thiện thì nó sẽ trở thành thiện. Do đó chúng ta chỉ cần đề cập tới hai cái loại tâm sở này thôi. Tuy rằng chỉ đề cập tới hai tâm sở này thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải tìm hiểu tới tâm sở tự tha, bởi nó cũng đóng một vai trò không kém quan trọng nếu nó đi chung với thiện, nếu nó đi chung với bất thiện. Rồi, xin thưa quý vị, trước tiên chúng ta nên nắm bắt như vậy. Mặc dù tâm sở là vật phụ thuộc của tâm, trên cái ngài thường dịch chữ Chitta là tâm vương, mà Chetasika là cái tâm sở. Tuy rằng là vật phụ thuộc của tâm, tuy rằng tâm dẫn đầu các pháp hay là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nhưng không có nghĩa là tâm sinh trước rồi tâm sở sinh sau. Không phải như vậy. Mà giữa tâm sở và tâm nó có bốn sự đồng, tức là đồng sinh lên với tâm. Nghĩa là tâm sinh lên thì tâm sở nó cũng sẽ sanh thai, không chậm hơn một sát na nào cả. Sát na là một cái đơn vị cực kỳ nhỏ. Khi tâm sinh khởi lên thì tâm sở sẽ sanh thai, nó gọi là đồng sanh, không chậm trễ một sát na. Và khi tâm ấy diệt thì tâm sở này cũng diệt, cũng không chậm hơn một sát na. Thứ ba là đồng biết một cảnh với tâm. Nó tâm biết cảnh nào tâm sở cũng biết cảnh đó. Mà thứ tư, đối với cõi ngũ uẩn như là cõi dục giới hoặc cõi sắc giới thì tâm nương nơi nào thì tâm sở nương ở tại nơi đó. Cho nên tâm sở đối với tâm có bốn sự đồng. Thứ nhất là đồng sinh, thứ hai là đồng diệt, thứ ba là đồng biết một cảnh, và thứ tư ở trong cõi ngũ uẩn là đồng nương một vật. Riêng ở cõi vô sắc thì không có cái chi phần này, bởi vì chúng ta đã tham khảo và học qua tâm thiền vô sắc giới. Và sau khi tái sanh về cõi vô sắc giới thì cõi đó không hề có sắc pháp, mà vật nương của tâm chính là sắc pháp. Cho nên trong bốn sự đồng này ở cõi vô sắc chỉ còn có ba, tức là đồng sinh, đồng diệt và đồng biết một cảnh. Nó cũng giống như là Đức Vua cùng với các quan đại thần cùng nhau đi vào một gian phòng triển lãm,
những bức họa. Thì đức vua bảo các quan á là hãy quan sát cái bức họa này rồi về báo cho tẩm biết những cái nét đẹp, nét tốt của bức họa. Thì đức vua cũng chăm chú bức họa đó, các quan đại thần cũng chăm chú bức họa đó. Đó là ý nghĩa là cùng viết một cảnh. Nhưng ở đây đã đồng sinh đồng việc, tại sao còn nói tâm sở là vật phụ thuộc của tâm? À, xin thưa quý vị, ví như ngọn lửa vừa bật lên thì ánh sáng cũng vừa sạch. Khi ngọn lửa vừa lóe lên thì ngay cái lúc đó không chậm một sát na, ánh sáng cũng xuất hiện. Nhưng mà người ta sẽ nói rằng là ánh sáng của ngọn lửa, hoặc là khi mặt trăng vừa xuất hiện thì ánh sáng của mặt trăng cũng xuất hiện, mà người ta gọi là ánh sáng của mặt trăng, vâng vâng. Ánh sáng và ngọn lửa cùng xuất hiện, nhưng mà người ta vẫn nói là ánh sáng ngọn lửa, thì điều này có nghĩa rằng ánh sáng là vật phụ thuộc của ngọn lửa. Mà khi ngọn lửa tắt thì ánh sáng kia cũng tắt theo, cũng không chần chờ, không chậm hơn một sắc na. Cho nên nói rằng tâm và tâm sở đồng sanh và đồng diệt, nhưng tâm sở vẫn là vật phụ thuộc của tâm. Và chúng ta đã tìm biết được cái đặc tính của tâm và tâm sở như vậy. Và xin thưa quý vị rằng tâm và tâm sở nó hòa hợp với nhau, nó trộn lẫn vào nhau đến mức độ mà rất khó nhận biết nó. Nó cũng giống ví như là nước hòa chung với sữa vậy. Rồi trong sữa nó có đường, rồi trong sữa ấy có một ít vật thơm hòa lẫn nhau. Cho nên loại sữa đó nó vừa có chất ngọt của sữa, cũng vừa có chất ngọt của đường, nó vừa có nước trong đó và nó cũng vừa có cái mùi thơm trong đó. Tất cả đều quyện vào nhau, quyện vào nhau để rồi nó kết chặt với nhau và rất là khó mà phân biệt nếu như chúng ta không biết một cái đặc tính nào đó. Thì chúng ta rất là dễ nhầm lẫn, dễ nhầm lẫn cái vị ngọt của đường và vị ngọt của sữa, rất dễ nhầm lẫn của mùi hương này với mùi hương khác, vì nó đôi khi nó có những cái tính chất tương tự đó nha. Ở cho nên trong những cái phần tâm sở này, chúng ta cần phải lưu ý một số cái trạng thái hay là cái đặc tính của từng loại tâm sở. Và khi chúng ta nhận thức được từng loại tâm sở, thì khi mà chúng ta thực hành pháp, thì chúng ta nhận thức được là cái loại tâm sở này nó đi với thiện hay bất thiện, và cái loại tâm sở này nó là thiện hay là bất thiện. Chúng ta thí dụ, nếu người hành giả niệm về niệm thọ tướng niệm xứ, người đó ghi nhận là khi vui biết thọ vui, biết là thọ hỷ.
khi buồn, khi phiền muộn, khi ưu tư, khi lo lắng, thì người này biết là thọ ưu. Rồi khi thản nhiên, người này biết rằng mình đang thản nhiên. Nhưng cái thản nhiên của đôi khi nó là thản nhiên của bất thiện. Như chúng ta từng học, tâm tham thọ xả cũng có, tâm si hợp với giới hoài nghi nó cũng thọ xả cũng có. Vậy thì cái thọ xả này nó thuộc về thiện hay là bất thiện đấy? Mà để đẩy lùi cái thọ xả của bất thiện đi, và để tiếp nhận cái thọ xả thiện. Ở đơn cử một ví dụ vậy cho chúng ta thấy. Cho nên cái người mà không nắm bắt cái tứ niệm xứ, xin lỗi, không nắm bắt được cái gì diệu pháp đó, thì khi mà tiến tu á, nó chậm vô cùng. Ở đây có một cái cách vặn lại. Nếu một số người á, nắm bắt được lịch sử hình thành của tạng diệu pháp, và họ sẽ hỏi rằng trước khi Đức Phật Ngài thuyết tạng thắng pháp ở cung trời đạo lời, đó là vào hạ thứ bảy của Đức Phật. Thế thì từ trước đó, từ hạ thứ sáu trở đi, Ngài không giảng tạng thắng pháp, nhưng mà thánh đạo thánh quả vẫn phát sinh lên. Các bậc thánh A-la-hán cũng có, Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, Đức Maha Kassapa, Đức A-nan-đa, vân vân cũng có. Vậy thì cần thiết gì đến tạng diệu pháp chứ? Bởi vì tạng diệu pháp hay là tạng thắng pháp được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng ở tại cung trời đạo lợi, rồi Ngài tóm tắt cái thời pháp ở cung trời đạo lợi cho Đức Xá Lợi Phất nghe. Và từ Đức Xá Lợi Phất thì 500 vị Tân Tỳ Khưu đã học được tạng diệu pháp này. Trước hạ thứ bảy vẫn có đạo quả thì học chi tạng diệu pháp. Này xin thưa quý vị, đừng nhầm lẫn. Nó đồng ý rằng trên lịch những cái diệu pháp, Ngài thuyết giảng là tạng diệu pháp hay là tạng thắng pháp vào hạ thứ bảy. Nhưng mà các bậc thánh mà chúng ta thường biết như năm Ngài Kiều Trần Như, Ngài Giá Xá, Ngài Maha Kassapa, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, vân vân, không phải không có cái chủng tử thắng pháp từ chư Phật quá khứ. Ở đây các ngài là những bậc được xem như đại đệ tử hoặc là thượng hữu tinh giang. Tối thiểu bậc đại đệ tử đó, cái địa vị đại đệ tử đó, là phải phát nguyện cách đây 100.000 kiếp trái đất dưới thời của Đức Phật Bá Đúng Mút Tá Đá, và trải qua một cái chiều dài sâu thẳm của các vị Phật quá khứ, và các ngài cũng đã từng xuất gia trong cái giáo pháp này. Và chư Phật quá khứ đều có cái thông lệ là sau khi dùng thần thông mà giúp phục ngoại đạo xong thì Ngài ngự lên cung trời đạo lợi và thuyết lên tạng thắng pháp để tế độ vị thiên tử, mà tiền thân vị thiên tử đó chính là thân mẫu của Bồ Tát.
bất kỳ chư Phật nào cũng có những thông lệ này. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn chúng ta dùng song thông lực để mà giúp phục ngoại đạo rồi, thì Đức Phật Ngài đưa trí quán xét rằng sau khi chư Phật quá khứ dùng song thông lực nhiếp phục ngoại đạo thì các ngài sẽ còn làm gì? Đức Thế Tôn Ngài thấy rằng chư Phật quá khứ sau khi dùng song thông lực nhiếp phục ngoại đạo, chúng tôi dùng cái chữ nhiếp phục không phải là chiến thắng nha quý vị. Chiến thắng là khi nào đối diện với nhau, có tài, có sức, có lực. Mà cái này đó, trước khi mà Đức Phật Ngài thể hiện song thông lực á, thì những nhóm ngoại giáo đã bị Thiên Vương Đế Thích quét cho một cái trận tơi tả. Thậm chí một vị giáo chủ của ngoại giáo là Purana Kassapa bị thần nắng làm cho gai gắt và cát bụi thổi vào, cho nên ông đã chạy tới bờ sông gặp người nông dân đệ tử mình đang mang một cái nồi và một cái sợi dây. Người nông dân mới hỏi rằng: thưa giáo chủ, ngài đi đâu vậy? Nói: người đang mang cái nồi sợi dây, hãy cho ta mượn cái nồi và cái sợi dây. Và quẩn trí mức độ mà ông cầm mình ở xuống sông để mà bớt cái nóng này, bớt cái nóng nực của thời tiết, và ông đã chết dưới dòng sông. Trước khi mà Đức Phật Ngài thể hiện song thông á, thì Thiên Vương Đế Thích cùng với thần sấm, thần gió, thần bụi đã quét sạch cái đài cao của ngoại giáo, dựng lên thi tài Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn Ngài đã thể hiện song thông lực để chứng tỏ cái uy lực của một vị Phật chánh đẳng giác, để cho những ai có hùng tâm đổm lực hân hoan với cái địa vị vô thượng chánh đẳng giác sẽ phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng giác. Rồi sau đó thì Ngài ngựa lên cung trời đạo lợi để thuyết đạn thắng pháp. Và đây là một cái thông lệ của chư Phật. Do đó, trước khi Hạ Thứ Sa bảy, tức là từ Hạ Thứ Sa trở về trước đó, mặc dù tạng thắng pháp chưa được công bố, nhưng các thượng thủ tinh giang, các đại đệ tử như Ngài Maha Kassapa v.v. đã phát nguyện cách đây 100.000 kiếp trái đất và đã từng gặp những chư Phật quá khứ. Và dĩ nhiên thì các ngài cũng đã có tiềm ẩn ở trong tâm thức mình những gì thuộc về thắng pháp, mà chỉ cần Đức Thế Tôn Ngài khai mở thì các vị đó theo cái hành trình trước đây mình đã thực tập, trước đây mình đã hiểu biết, chứng đắc được đạo quả. Họ cho nên những ai mà không tham khảo được tạng diệu pháp, đó là một cái thiệt thòi lớn cho cái phần trí của mình. Chính trong bộ Atthasalini, Đức Bút Thá Cô Xá Ngài có nêu lên cái phần đầu rằng: khi mà Đức Phật Ngài suy ngẫm tới tạng thứ bảy của bộ thắng pháp, hào quang sáu màu của Ngài rực rỡ phát ra. Và những ai bác bỏ tạng diệu pháp thì xem như bác bỏ sắc banh nhu tanh nha nát, là nhất thiết trí của Đức Thế Tôn. Và người nào mà bác bỏ nhất thiết trí của Đức Thế Tôn thì hẳn nhiên quý vị sẽ thấy được là
cái hậu quả vô cùng nghiệt ngã. Chỉ một câu nói sơ suất của Bồ Tát không thôi. Ồ, cái ông Sa Môn trọc đầu ấy có pháp gì mà giảng? Là nói Đức Phật cách xa cái dép đó, vậy mà phải 6 năm khổ hạnh. Thì nói chi tới bác bỏ tặng dược Phật. Mấy người nào mà không có tham khảo hay là nghiên cứu hoặc là học hỏi tạng diệu pháp thì đó là một cái thiệt thòi lớn. Các ngài có giải thích rằng cái người nào mà thực hành tạng kinh thì người đó có khả năng chứng đắc được đạo quả a la hán lục thông, người nào trì theo tạng luật thì có khả năng chứng đắc được đạo quả a la hán tạm minh, người nào trì tụng học tạng thắng pháp thì người đó có khả năng chứng đắc a la hán tuệ phân tích. Mà các thánh đại đệ tử của Đức Phật thường là bậc có tứ tuệ phân tích. Như ngài Binh Lô Lá chẳng hạn vậy, ngài Binh Lô Lá giữa hội chúng chư tỳ khưu, ngài Binh Lô Lá đã nói là rằng: thưa chư hiền giả cần cái pháp nào, tôi sẽ thuyết giảng được pháp đó. Và do đó thì ngài được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về tiếng rống của con sư tử. Mà nếu như không an tường tạng diệu pháp thì không thể nào thông suốt các pháp để mà có thể rống lên tiếng rống của sư tử được. Hoặc giống như ngài Xá Lợi Phất khi đi tới rừng Sim Gai, nơi ẩn cư của ngài Rewata đệ nhất về ở rừng, khi ngài Xá Lợi Phất đi tới thì ngài Rewata nói với các hàng đệ tử mình rằng: này chư hiền, cái vị đi đến đó là tướng quân chánh pháp, vị đó có cái trí tuệ có thể sẽ sợi tóc ra làm nhiều mảnh, hãy nên chú ý chớ có khinh thường. Và khi đi đến đó thì Đức Xá Lợi Phất hỏi các môn đệ của ngài Rewata về cách tu tập các thể trượt, và các vị đó trình bày rất là lưu loát, rất là căn bản và thâm sâu. Có nội Đức Xá Lợi Phất tán thán rằng: quả thật như vậy, hiền giả Rewata đã khéo đào luyện môn đệ. Với một cái trí tuệ mà có thể chẻ sợi tóc ra làm nhiều mảnh như vậy thì quý vị sẽ thấy là trí tuệ đó phải an tường tạng diệu pháp. Nhưng mà Đức Xá Lợi Phất chưa, khi mà trước mắt đạo quả a la hán lúc đó tạng diệu pháp chưa xuất hiện thế gian. Cho nên chúng tôi dẫn chứng như vậy để quý vị thấy rằng đừng dựa vào một cái sự kiện nhỏ để rồi bác bỏ tạng diệu pháp hay là tạng thắng pháp. Mà với cái người mà có trí á thì họ cố gắng tìm hiểu thật thâm sâu về tạng diệu pháp để lập cho mình một cái chủng tử, một cái hạt giống trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ của pháp phân tích, pháp chia sẻ. Mấy đặc ân của người học tạng diệu pháp nó có bốn cái đặc ân. Thứ nhất là pháp vô ngại giải, hay là pháp đặc thông. Thứ hai là nghĩa vô ngại giải, có nghĩa nghĩa đặc thông. Thứ ba là từ vô ngại giải, tức là bất kỳ từ ngữ nào người nào sẽ nhìn cái từ ngữ đó, nghe từ ngữ đó, phân tích theo nhiều khía cạnh. Và thứ tư nữa là biện luận không ngần ngại. Cái đặc ân đó, mà đặc ân đó chính là trí tuệ.
Nếu như không nắm bắt tạng diệu pháp thì sẽ y kinh thiếu pháp, đó là một điều tốt. Nếu mà sợ rằng đôi khi lòng vô tư kiến mình, đó là một điều nghiệt ngã. Và hãy hiểu cho thâm sâu. Xin thưa quý vị, chúng ta thấy được những cái lợi ích đó, và cái phần tâm sở này là một phần cực kỳ thâm sâu. Và chúng ta trình bày quý vị rằng rất khó nhận thức, bởi tâm sở và tâm hòa hợp với nhau. Mà một tâm sanh lên không phải chỉ một tâm sở. Có đôi khi mười mấy cái tâm sở, hai mươi mấy tâm sở, ba mươi mấy tâm sở cùng sanh lên. Chúng ta đơn cử, về sau quý vị sẽ học phải. Còn đơn cử như cái tâm đạo hay tâm quả siêu thế mà chúng ta vừa học tuần trước đó. Một tâm đạo hoặc tâm quả siêu thế sinh lên đó, có tới 36 tâm sở phù hợp vậy. Loại nào? Loại nào? Mà chúng ta phải nắm bắt đấy. Và trong cái sự mà quán tâm hoặc là quán pháp hoặc là quán thọ, thì chúng ta nhận định từ những tâm sở này, chúng ta nhận định cái loại tâm đó, từ những tâm sở này chúng ta nhận định cái loại pháp đó là xấu, bất thiện hay là thiện. Từ những tâm sở này chúng ta nhận định cái loại thọ đó, thọ là thọ thiện hay là thọ bất thiện, vân vân. Sở dĩ chúng tôi dàn trải ra như thế đó để lưu ý các học giả là nên dụng công và nắm bắt cho được các tâm sở này, hoặc là chúng ta sẽ áp dụng trong cái đời sống thường nhật để chúng ta có những cái tâm thiện khởi lên, đẩy lùi những tâm bất thiện, hoặc là chúng ta áp dụng trong cái đời sống tu tập về thiền chỉ để áp chế đi những phiền não, hoặc là chúng ta áp dụng trong cái đời sống tu tập về thiền quán để tận diệt đi những ô nhiễm. Vâng ạ. Xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại trở lại cái bài của chúng ta. Xin thưa quý vị, trước tiên thì nói về cái tâm sở tợ tha, tức là anh nhá Samana. Tâm sở tợ tha lại chia thành hai phần. Một phần thứ nhất được gọi là tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành từ chữ Pali gọi là sabbacitta satharana. Sabba là tất cả, satharana là chuyển động khắp nơi, nghĩa là đi khắp nơi. Cho nên ngài tịnh sử dịch là tâm sở biến hành, biến là khắp nơi. Như kinh văn chúng ta nghe đó là một người tu tập tâm từ, một phương biến mãn với tâm từ. Tức là khi người mà tu tập tâm từ đó hướng về hướng đông thì rải tâm từ từ gần cho đến xa 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 xa, trên phương hướng đó đi khắp nơi, chỉ biến lại đi khắp nơi, khắp chỗ. Hành là đi. Một loại tâm sở thứ hai được gọi là tâm sở biệt cảnh, chữ Bali gọi là Bacchinaka Chetasaka, gọi là biệt cảnh bởi vì tùy theo cảnh thì những loại tâm sở này mới sinh lên. Không có cảnh thích hợp nó sẽ không sinh lên. Chúng ta phải lưu ý hai điểm: tâm sinh lên phải có cảnh, mà tâm sở sinh lên cũng phải có cảnh. Nhưng mà cảnh nào thích hợp thì tâm sở nó mới sinh lên. Chúng ta thí dụ như vậy nha.
Nếu quý vị ở một mình trong cốc, không có tiếp xúc với ai hết, không nói chuyện với ai hết, thì làm gì có cái vấn đề nói dối sinh khởi, hay là nói thật sinh khởi? Vì không ai hết thì không thể mà có sự nói dối sinh lên, mà cũng không có thể có sự nói thật mới hiện khởi. Bao giờ có một người nào đó đi vào và có người tiếp xúc nói chuyện, thì bây giờ có cái sự nói chân thật hoặc là có sự nói dối trá, nói sinh thật. Như vậy thì nó phải có cảnh, cho nên có một cái tâm sở nào đó nó sanh lên để điều hành cái sự nói dối, hoặc tâm sở nào đó sanh lên để điều hành sự nói chân thật. Mà không có cảnh thì tâm nó không sanh lên. Hoặc giả rằng ai cũng có cái tâm bi, tất cả quý vị đều có tâm bi á. Bi là gì? Bi là có là thấy người khác khổ mà mình mong tế độ họ thoát khỏi khổ. Nhưng mà trên cõi chư thiên á, trên cõi chư thiên đâu có người khổ, đâu có người nghèo. Cảnh giới chư thiên là cảnh giới hưởng báo phước này. Thì nơi đó cái tâm sở bi khó có cơ hội sinh lên, khó có cơ hội sinh lên, bởi vì nó không gặp cảnh đó, nó tương ứng nó không sinh lên. Chúng ta thí dụ gặp cái người mà mình ghét cay ghét đắng, gặp người thù mình, thì gặp nó cái sự vui thích không có, cái sự mà hân hoan không có. Thì đối với cảnh mà người thù á, đối tượng là người thù á, người ghét đó, người mình căm hờn á, thì gặp cảnh đó nó không có đáp ứng được cho cái tâm sở hỷ sanh khởi. Chứ là một số tâm sở được đưa vào trong một cụm, cái cụm này được gọi là tâm sở biệt cảnh. Có nghĩa là từng cảnh riêng, từng cảnh nó sinh khởi là. Hoặc giả chúng ta thấy rằng như trong cái đối với ấn tướng của cảnh nhị thiền, cái tâm sở tầm không thể sinh khởi lên, mà chúng ta học rồi. Chúng ta học rồi. Hoặc giả rằng đối với một cái đối với cái ấn tướng của cảnh tam thiền á, tâm sở tứ, tâm sở tầm nó không sanh khởi lên. Chẳng hạn như vậy. Đấy, trường hợp này được gọi là tâm sở biệt cảnh. Tâm sở biệt cảnh. Như vậy trong phần mà tâm sở tại tha đó, chúng ta có hai phần. Một là tâm sở biến hành, tức là cái loại tâm sở này nó hợp trong bất kỳ cái loại tâm nào, hãy bất kỳ cái loại tâm nào sanh lên đều nó có mặt hết, nó luôn luôn có mặt, nó luôn luôn hiện khởi rồi. Và một cụm thứ hai của trong tâm sở tự tha đó, đó là tâm sở biệt cảnh, nó tùy theo cảnh tương ứng nó mới sinh khởi. Không có cảnh tương ứng nó không đó, sinh khởi. Và chúng ta nắm bắt một cách đại cương như vậy. Giờ xin thưa vậy, bây giờ chúng ta đi vào từng tâm sở một. Và trong những phần này chúng tôi đi thật chậm để cho quý vị lần lượt mà nhận rõ nó, để thấy vai trò của nó rất là quan trọng. Hãy xin thưa quý vị, tâm sở biến hành, tức là cái loại tâm sở luôn luôn hiện diện ở trong bất kỳ tâm nào
Nếu như 121 tâm thì cứ mỗi tâm như vậy luôn luôn có mặt cái loại tâm sở biến hành này. Và tâm sở biến hành theo tạng diệu pháp thì có tất cả là 7 tâm sở. Lần lượt như sao? Nếu câu tóc ngắn hoa hỷ, chúng ta đọc từ chữ nào bằng tiếng Việt thì cứ đánh lên. Thứ nhất là tâm sở xúc, là phát sát chê ta si cá. Thứ hai là tâm sở thọ, quê đá na chê ta si cá. Tâm sở thứ ba là tâm sở tưởng, sanh nha chê ta si cá. Tâm sở thứ tư là tâm sở tư, chê ta na chê ta si cá. Tâm sở thứ năm là tâm sở nhất hành, ekaggata cetasika. Tâm sở thứ sáu là tâm sở mạng quyền, jivittingriya cetasika. Tâm sở thứ bảy là tâm sở tác ý, manasikara cetasika. Chúng ta lặp lại: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ấy. Đó là 7 tâm sở biến hành. Chúng luôn luôn có mặt trong tất cả các tâm. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu trước một cái tâm sở. Và trong cái bài này có lẽ chúng ta chỉ tìm hiểu được nhiều lắm là 3 tâm sở, nhưng có khả năng chỉ 2 tâm sở mà thôi. Xin thưa vậy. Trước tiên tâm sở xúc, phát sát. Có ai biết đánh chữ Bali không? Phát sát. Cái tâm sở xúc này được khởi lên đầu tiên, được nêu lên đầu tiên. Vì sao? Vì nếu như không có cái cảnh ngoại lai nó đụng chạm hay là nó gặp gỡ với cái dòng tâm chủ quan ở trong nội tại, cái dòng tâm chủ quan đó đó nó có mang tên thuật ngữ đó là Pháp Văn Giá, tức là dòng tâm hữu Phật. Đây là một cái loại tâm mà khi mà chúng sinh vừa sinh ra thì cái sát na đầu tiên nó được gọi là tâm tục sinh. Và sau khi chấm dứt mạng sống, nói cách khác là sau khi chấm dứt cái kiếp sống đó thì cũng chính tâm đó xuất hiện. Và trong cái thời điểm đó thì cái tâm này được mang tên là tâm tử. Và trong kể từ cái sát na đầu tiên là tâm tục sinh cho đến cái sát na cuối cùng là tâm tử đó, ở khoảng giữa đó đó thì cũng có loại tâm này sinh lên. Và loại tâm này được mang tên thuật ngữ đó là Pháp Văn Giác. Pháp Văn Giác được Đức Tịnh Sự dịch là hữu phần. Trước đó thì Ngài dịch là hữu dẫn, sau đó Ngài dịch lại là hữu phần. Mấy hữu hần nó sát nghĩa hơn, phá quá là có, ăn gá là cái chi phần, cho nên dịch là hữu phần. Nó là như là một cái thái độ của tâm. Và cái dòng hữu phần này cứ sinh sinh diệt diệt, sinh sinh diệt diệt. Và nó chỉ bắt một loại cảnh riêng của nó mà thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà không có cảnh bên ngoài mà tác động vô, tức là bên ngoài của dòng tâm hữu quần đó, đó thì một loại tâm khác nó không thể sinh khởi lên được. Cho nên tâm sở xúc này được nêu lên đầu tiên. Bởi vì không có cái tâm sở xúc này thì một cái tâm mới không thể hiện bày ra. Thí dụ sao? Thí dụ như nước mưa vậy đó, nó trong sạch, nó tốt đẹp,
Nhưng mà nếu như nó không tiếp xúc với trà, nó không tiếp xúc với cà phê, nó không tiếp xúc được với muối, nó không đụng chạm được với đường, thì nó sẽ không có nước cà phê, nó sẽ không có nước trà, nó sẽ không có nước đường, nó sẽ không có nước muối. Có đường để bên ngoài, nước để bên ngoài, thì đường vẫn cứ là đường, nước vẫn cứ là nước, không thể là nước đường được. Nhưng mà khi nước, khi mà đường đó nó va chạm vào nước, nó tan biến, nó hòa lẫn trong nước đó, thì nước đó trở thành nước đường. Trà cứ để bên ngoài hộp, nước cứ để bên ngoài luôn, thì nước vẫn cứ là nước, trà vẫn cứ là trà, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà khi trà kia tiếp xúc với nước, va chạm với nước, thì bây giờ người ta gọi là nước trà. Hoặc cũng giả một ví dụ thứ hai, cái cặn bã nó nằm trong ly nước đó, thì người ta gọi là ly nước cặn. Nhưng cái cặn bã nó nằm ở ngoài ly nước đó, thì cặn cứ là cặn, nước cứ là nước, và người ta vẫn nói là cái nước sạch, chứ người ta không nói nước cặn mà vậy. Khi mà cặn mà nó tiếp xúc với cái ly nước đó, thì nước đó trở thành là nước cặn, nước dơ, vân vân. Mà cho nên khi có cảnh ở bên ngoài mà tiếp xúc vào trong cái dòng hữu thần đó, thì bây giờ nó làm nảy sinh ra một cái loại tâm mới. Cũng như nước mà tiếp xúc với trà thì nó có mang tên là nước trà, một loại nước mới. Nước mà tiếp xúc với đường thì nó phát sinh ra được gọi là nước đường, một loại nước mới nữa. Vâng vâng. Cho nên trong bảy cái tâm sở biến hành thì xúc được nêu lên đầu tiên, bởi nó là cái nguồn cội để một loại tâm mới sinh ra. Xin nói vậy, cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, cái mà chúng ta gọi là đau khổ, nếu như không có cảnh mà chúng ta hài lòng thích thú, thì cái hạnh phúc đó nó không có, nó không hiện bày được. Nếu như không có cái cảnh mà làm tổn hại đến tài sản, tổn hại đến thân bằng quyến thuộc, tổn hại đến cái danh tiếng mà, thì không có cái đau khổ sinh khởi. Cho nên á, ở trong này chúng ta mới thấy rằng á, là cái tâm sở xúc được nêu lên đầu tiên là như vậy, bởi làm nảy sinh một cái tâm khác. Và cái hạnh phúc hay cái đau khổ mà chúng ta có đó, chúng ta thường tầm cầu cái hạnh phúc hoặc là nhàm chán cái đau khổ đó, nó xuất phát từ xúc. Có được những cái gì đáng hài lòng, có được những cái gì đáng mong mỏi, chúng ta cho là hạnh phúc. Mày gặp gỡ những cái không hài lòng, những cái gặp gỡ những cái cảnh mà bất lạc, không được vui, không có được ưng ý, thì chúng ta cho là đau khổ. Thì rõ ràng xúc đóng vai trò rất quan trọng. Nếu như không có xúc, cái tâm sở xúc này, thì sẽ không có tâm đạo hay tâm quả siêu thế khởi lên. Bởi tại sao? Bởi vì niết bàn vẫn cứ có, tâm chúng ta vẫn cứ có,
Nhưng mà chính vì không tiếp xúc được cảnh Niết Bàn thì tâm chúng ta vẫn cứ là tâm, mà Niết Bàn vẫn cứ là Niết Bàn. Đức Phật ngài dạy rằng á, cho dù Như Lai xuất hiện thế gian này hay không xuất hiện thế gian này, thì bốn sự thật này luôn luôn có, tức là sự khổ luôn luôn có, cái nguyên nhân sinh khổ luôn luôn có. Con đường diệt khổ vẫn có, mà sự diệt khổ vẫn có, chứ không là đợi Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện thế gian này mới có tứ diệu đế. Không phải, không phải. Cho dù Đức Chánh Đẳng Giác có xuất hiện hay không xuất hiện trên thế gian này, thì bốn sự thật cao quý này luôn luôn có. Niết Bàn và con đường dẫn tới Niết Bàn, con đường do dẫn tới Niết Bàn do Đức Thế Tôn ngài tìm thấy, chứ không phải ngài sáng tạo ra. Niết Bàn vốn dĩ có, và tìm thấy con đường dẫn tới Niết Bàn thì ngài xúc chạm được với cái Niết Bàn. Thì bây giờ xúc chạm Niết Bàn, tâm đạo tâm quả sanh khởi lên, và tiếp xúc được với Niết Bàn thì bây giờ cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mới xuất hiện. Không đụng chạm được tới Niết Bàn, không đụng chạm được tới những cái điểm cao tột nhất, thì quả vị chánh đẳng chánh giác kia không thể có, không thể có. Cho nên quý vị đừng có xem thường cái sự va chạm nha, cái sự mà tiếp xúc. Nếu như một cái người nam người nữ ở cách biệt chân trời góc bể không gặp nhau thì ái dục không sanh khởi đối với cái đối tượng đó. Một người ở chân trời, một người ở góc bể chưa từng gặp mặt nhau thì làm sao mà có ái dục mà sanh khởi được, mà chỉ vì tiếp xúc với nhau, chỉ vì gặp gỡ nhau, cái cảnh đó hấp thụ cái tâm đó, cái tâm đó nó nảy sinh ra một cái tâm mới, một cái tâm mới đó mang tên tâm ái hoặc tâm tham hoặc là ái dục, đúng không? Mới có, mới có. Mới có bao nhiêu dạy sao? Nhân sinh ái dục mới có hai, một là do nhân quá khứ, thứ hai là do gần gũi lâu ngày. Mà do nhân quá khứ nữa cũng phải gặp ra, mới gặp ra, chứ không gặp thì không thể là phát sanh ra được. Như trong chú giải kinh Pháp Cú á, có một vị hành giả trước trong thời Đức Phật Ca Diếp đã tu tập thiền tịnh, chứng được sơ thiền, mái lên sanh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi mệnh chung từ cõi Phạm Thiên đó, cái vị Phạm Thiên đó tái sanh xuống nhân loại làm vị hoàng tử của một vương quốc. Mà do một cái thói quen tu tập thiền tịnh ở quá khứ, cho nên khi mà sanh ra như vậy đó, là hài tử này không chịu được cái mùi của nữ nhân. Bất kỳ người nữ nhân nào mà ẩm đó, là cậu bằng hoàng tử này khóc lên. Thậm chí bà mẹ mà muốn cho cái cậu bé này, đứa con mình mà uống dòng, thì bà phải bịt chặt hết mọi để cho cái hơi người nữ không ra. Rồi lúc đó cậu bé mới uống được những dòng sữa từ thân người mẹ. Và cậu bé này được đặt tên là Anitha. Anitha Ganh Tha. Anitha là người nữ, Ganh Tha là hơi, không có hơi người nữ.
À, xin thưa quý vị, khi mà cậu hoàng tử này lớn lên, à, triều đình mới yêu cầu hoàng tử này lập gia đình. Mà biết là ông hoàng tử này từ nhỏ tới lớn không có chịu được cái mùi của nữ nhân. Nhưng mà vương quốc mà không có người kế vị, mà hoàng tử, hoàng đế mà không có hoàng hậu thì làm sao mà có hoàng tử để kế vị vương nghiệp được. Cho nên hoàng tử anh ấy thí ganh phá này, mới lấy vàng ra tạc ra một cái cô gái rất là xinh đẹp, và nói với vương quốc á, nói với triều đình á, nói với đức vua hoàng hậu á, bao giờ mà tìm được cái người nữ mà xinh đẹp vậy đó thì con mới cưới về làm vợ. Thì là hai cái vị cha mẹ của hoàng tử anh Thái Cảnh Phá này mới nói rằng con ta là bậc đại phước thế nào, trong lúc mà còn làm việc phước nó cũng có người cộng nghiệp chung với nó, cũng làm chung với nó, nên chắc chắn phải có người nữ kìa. À, cho người mới mang cái pho tượng vàng đi khắp nơi, cuối cùng đi tới một vương quốc có một cô công chúa rất xinh đẹp như cái pho tượng mà hoàng tử anh Thái Cảnh Phá tạc ra, mới báo tin về cái triều đình này, tìm được người nữ rồi, còn xinh đẹp hơn cái pho tượng mà của hoàng tử anh Thái Cảnh Phá nữa. À, trước đây thì không chịu đựng cái mùi hương, nhưng mà từ khi mà nghe xong rồi có được cái người nữ y như là cái pho tượng mình tạc đó, hoàng tử anh Thái Cảnh Phá này tự nhiên mơ tưởng tới cái cô vợ tương lai không à. Rồi nôn nóng á, là gặp được cô vợ tương lai mà. Nhưng mà nó không được tròn mộng ước. Cái cô dâu trên đường về nhà chồng, đi giữa đường sức yếu đường xa, cô lâm trọng bệnh mất mệnh chung. Nghe tin mà cái cô công chúa như cái pho tượng mình mà mệnh chung mà mất đi, thì hoàng tử anh Thái Cảnh Phá này buồn khổ vô cùng, buồn khổ vô cùng. Với những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt á, hoàng tử đi tới đi nhờ Đức Thế Tôn ngài rút mũi tên sau muộn ra. Thì Đức Thế Tôn á nhân nói anh thiếu ăn câu kỵ ngôn là tăng hai giá cha giá tí sô cô, tăng hai giá cha giá tí phá văn, tăng hai giá phía bá mút tách xác nát thí sô cô của tô phá văn. Ái sinh sầu muộn, ái sinh lo sợ đã thoát ra khỏi ái, từ đâu có sầu muộn và lo sợ. Câu kệ không cố. Nhưng mà đây muốn nói là trước đây ông ta không có mơ tưởng đến cô gái, nhưng mà cái lỗ tai nó tiếp xúc với cái cảnh đó, nó làm nảy sinh ra cái tâm ái đó. Rồi cũng cái lỗ tai này nó tiếp xúc với cái cảnh cô dâu đó mệnh chung chiến phát sanh đau khổ. Nói cho anh chúng ta thấy cái xúc rất là quan trọng thứ vậy, chúng ta đừng xem nhẹ nó. Và theo luận A Tỳ Đàm thì giải thích rằng cái xúc này đó là sự tiếp xúc chủ yếu là cảnh và tâm, cảnh và tâm. Và nếu không khéo léo thì cái xúc này nó sẽ làm nảy sinh một loại tâm sở khác, mà một loại tâm sở đó nó trở thành là bất thiện, nó chính là tâm sở bất thiện. Hoặc nếu khéo léo thì cái tâm sở xúc này nó sẽ làm nảy sinh ra một cái tâm sở tốt đẹp, gọi là tâm sở tình hảo.
cái xúc nó làm nảy sinh ra cái loại tâm sở tốt đẹp đó. Thì được gọi là xúc thiện. Cái xúc mà làm nảy sinh ra cái loại tâm sở bất thiện đó gọi là xúc bất thiện. Chúng ta nói nảy sinh ra không có nghĩa rằng cái xúc này nó có trước rồi những cái tâm sở kia nó sanh thao. Nhưng mà nó sẽ làm thay đổi cấu trúc của những cái tâm sở hợp tác với nó. Chúng ta thí dụ nước đang trắng, màu thì đỏ, khi nhỏ vào trong nước nó thì nước trở nên màu đỏ, rồi người khác nhìn á, người có thể nói rằng á, cái màu đỏ như máu hoặc là cái màu đỏ như hoa hồng, đúng không bà? Thì cái chữ máu và cái chữ hoa hồng đó, đó là nó được nảy sinh lên, nó biến cách, nhưng mà nó không phải là nó có sao cái màu đỏ đó, nó phải có sao màu đỏ đó, nó bị thay đổi nhưng không phải sao màu đỏ đó. Khi màu đỏ nhỏ vô nước xong, người ta nói là cái nước đỏ như máu, hoặc là nước đỏ như hoa hồng, hoặc nước xanh dơi, hoặc nước xanh lè, đúng không? Dĩ nhiên đó là trên cái ngôn ngữ từ ngữ, nhưng mà chúng ta vận dụng để chúng vị nắm bắt được là khi mà xúc nó tới tiếp xúc với cảnh á, cảnh đưa nó, cảnh xúc là sự va chạm hay đụng chạm giữa cảnh và tâm. Khi cảnh và tâm đụng chạm, nó nảy sinh ra một cái, nó đồng thời với sự đụng chạm luôn. Nó cũng giống như quý vị cầm cái cây gõ xuống ở dưới tảng đá, khi cây vừa chạm tảng đá thì tiếng động phát sinh lên, tiếng động mạnh, tiếng động nhẹ, tiếng động im ái, tiếng động như là nhạc điệu gì đó cũng nảy sinh lên luôn. Vì cái sự gõ nó vừa đụng chạm đó, thì cái tiếng động nó nảy sinh ra luôn. Thì không có nghĩa rằng cái gõ tới trước rồi tiếng động nảy sau, không phải. Nó cũng cùng thời luôn. Cái xúc nó đưa nó là một cái trạng thái đem cảnh đi tới tâm. Hay là sự va chạm giữa tâm và cảnh. Thì nó nảy sinh lên một cái tốt hay cái xấu nằm ở trong chỗ cái mà va chạm đó đó. Ví dụ như một người chạm với một người thì cái chạm đó nó có nảy sinh lên đau khổ nếu bị đánh mạnh, cũng có thể là im ái mát rượi nếu va chạm nhẹ. Thì cái im ái mát rượi hay là cái đau đó, nó đồng thời với cái sự va chạm, nó không trước không sau. Đây là chúng ta nói về một cái căn bản. Còn nếu ở trong cõi ngũ uẩn thì xúc là sự va chạm hay là sự đụng chạm giữa ba pháp tâm, cảnh và vật. Ở cõi vô sắc thì chỉ có tâm và cảnh, nhưng mà ở cõi ngũ uẩn này á thì còn phải có vật. Tại sao? Vật là cái chỗ ở của tâm, không đụng chạm tới vật thì không thể gặp được tâm, không thể chạm tới tâm. Cũng giống như cái không đi vào trong nhà của người ta thì không gặp chủ nhân, không bước vào nhà thì không thể đưa tay bắt tay chủ nhân. Người kia đứng ở trong nhà
mà muốn bắt tay chủ nhân phải bước vô nhà mới bắt tay được chủ nhân. Lý sự mà bước vô nhà đó, cái nhà là cái chỗ ở của cái chủ nhà, là Phật. Tâm sinh lên phải có chỗ trú, như câu Phật ngôn của Pháp Cú: lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc, không thể xác trú trong hang. Đó là tâm. Câu kệ Pháp Cú. Cái chữ trú trong hang á, thì các ngài giải thích rằng nó chính là cái nơi nương của tâm, rất là sắc ý vật đó, rất là sắc vật đó. Thì chúng ta hình dung nó giống như là người chủ nhà ở trong nhà vậy đó, đang ngồi trên bàn á, mà cái người khách muốn bước vào đó, muốn bắt tay người chủ đó, nó không bước vào nhà thì không thể bắt tay được với người chủ. Phải vào nhà, mà phải vào nhà là đụng chạm tới nhà, tiếp xúc tới nhà, rồi tiếp xúc với người chủ. Như thế nào cũng vậy, xúc là sự đụng chạm, sự va chạm giữa ba pháp: cảnh, vật và tâm. Vậy khi mà chúng ta nắm bắt được một ý nghĩa này, chứ cái người hành tứ niệm xứ á, khi thấy niệm thấy mà thấy cái gì, khi nghe niệm nghe, khi ngồi biết ngồi, nhưng mà cảnh đó là cảnh gì? Khi nghe phải là cảnh thính. Nó chạm vào đâu? Nó chạm vào cái lỗ tai là cái sắc vật. Nó chạm vào cái thần kinh nhĩ là cái thân sắc vật. Nó làm nảy sinh ra một cái sự nhận biết âm thanh, đó là nhĩ thức. Nên chúng ta mới thấy trong tứ niệm xứ cái vai trò của xúc nó rất là quan trọng. Chính vì cái vai trò của xúc này đó, nó loại trừ những cái khái niệm, loại trừ những khái niệm. Khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi nằm biết nằm, khi ngồi biết ngồi. Nhưng cái gì làm cho biết? Xin thưa, chính là xúc. Nếu cái thân chúng ta không nằm dài ra đó, thì chúng ta gọi là đang ngồi. Mà nằm dài ra đó thì chúng ta gọi là nằm. Mà nằm dài đó là thân nó đụng chạm tới cái vật gì đó, chẳng hạn. Khi đi tứ niệm xứ mà đi một cách chậm chậm á, dở bước đạp, dở bước đạp, đi cái kiểu đó á, thì chỉ có thể thực tập trong thiền đường. Chứ ở ngoài cái đời sống hàng ngày á, thì không thể thực tập được. Bởi vì đi là một cách chậm chậm, để vừa đi mà vừa lẩm nhẩm ở trong trí á, dở bước đạp, đạp bước dở. Rồi xin thưa, đi ngoài phố chắc bị đụng xe chết. Nhưng mà ngoài đường phố có thể thực tập được tứ niệm xứ hay không? Rồi xin thưa, được. Chính là Phật ngài dạy trong bài kinh tứ niệm xứ á, người ta có thể thực tập thực hành tứ niệm xứ ở nơi công cộng, ở nơi bến nước, ở bất kỳ nơi nào, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà vẫn thực hành được tứ niệm xứ, tức là vẫn ghi nhận được. Ghi nhận bởi đâu? Bởi giờ xúc. Vẫn đi bình thường, nhưng mà bước chân mà đạp xuống, chúng ta biết rằng nó đạp xuống được cái mặt đường đó, là bởi do đâu? Bởi vì cái bàn chân chúng ta xúc chạm, đụng chạm được với mặt đường. Vẫn đi bình thường. Chứ không phải là mình đi chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm nhé, xe đụng chết.
ra ngoài phố mà đi như kiểu bệnh hoạn trong thiền đường đó không được, đi cách tự nhiên. Nhưng mà bàn chân chúng ta vừa chạm tới mặt đường chúng ta biết ngay, biết ngay. Cái biết ngay đó là một loại tâm, mà loại tâm đó nó từ ở chỗ đụng chạm. Khi dở lên chúng ta biết ngay, đưa chân lên dở lên là biết ngay. Mà biết ngay đó chính là cái xúc cũ nó mất đi và nó xuất hiện một cái xúc mới. Cái xúc cũ thì nó đụng chạm tới mặt đất, mà xúc cũ, xin lỗi, xúc cũ đụng chạm tới mặt đất, mà cái xúc mới á là đụng chạm với hư không. Đụng chạm hư không. Khi đưa tay lấy một vật gì đó, cái niệm lấy à. Đưa chậm chậm giống như một cái phim quay chậm như vậy. Thực tập ở thiền đường thì được. Ra ngoài mà thực tập kiểu đó thì nó xem nó kỳ lắm. Vậy ra ngoài không thực hành tứ thì sẽ được. Vẫn được như thường. Đưa tay ra vừa nắm lấy cái ly, tay chạm với cái ly, biết rõ. Biết rõ. Biết mà không cần phải niệm. Không cần phải lẩm nhẩm lấy à, không cần. Vừa đụng chạm tới biết liền. Ngay lập tức. Đó là cái công năng của sức. Đó là việc làm của sức để hỗ trợ chúng ta. Cầm cái viết, vừa đụng chạm tới cái viết, biết ngay là đục. Ở một góc độ khác á, thì chúng ta chưa dọ phân tích được cái cảnh này nó sắc hay là cái cảnh này nó thuộc gì danh. Nhưng mà trước mắt là chúng ta khi đụng chạm tới cái cảnh thì đó là tâm sở xuất. Mà cảnh mà gia chạm tới tâm, đó là tâm sở xuất. Cái cảnh có hai loại, một loại là cảnh bằng vật chất, tức là cảnh sắc. Một loại thứ hai là cảnh bằng danh. Nếu quý vị ngồi nhớ, quý vị nhớ tới thân bằng nguyên thuộc. Mà thân bằng nguyên thuộc thì không có mặt ở đây, nhớ. Nhớ, sự nhớ nó là danh, nó không có thể hiện cái thể vật chất, nó chỉ có trong tư tưởng. Như có nhiều người nói, trời ơi lâu ngày quá nhớ nhà quá, nhớ nhà quá, cái nhà đâu có tại đó, cái nhà nó ở cái trú xứ nào đó. Nhưng mà nhớ nhà ha, cái nhà nó không có thể hiện bằng vật chất, mà cái nhà nó thể hiện bằng cái danh, bằng cái danh. Thì cảnh này thuộc cảnh danh. Còn những cái đụng chạm như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, đó là cảnh sắc của sắc pháp. Suy nghĩ bài toán khó quá, bài toán đó nó nằm trong tư tưởng, nó là cảnh danh. Suy nghĩ một cái vấn đề rút mắt quá, người nhà mình bệnh không biết làm sao, bệnh này có nặng hay nhẹ không, cái bệnh nặng hay nhẹ nó nằm trong tư tưởng, đó là cảnh danh. Nó làm phát sinh cái tâm lo âu. Nghĩ tới một cái việc thiện sắp sửa làm, tâm hân hoan, thì nghĩ tới việc thiện đó, nó cũng từ sức mà có tâm hân hoan, nghĩ tới việc thiện, tâm tốt, tất cả cái đó đều do xúc cả. Dạ, kính thưa quý vị, tới đây chúng ta tạm thời dừng ở đây. Chúng ta đi chậm, để cái mỗi tâm sở đó chúng ta nắm bắt được những cái chi tiết, nắm bắt được những cái điều cần thiết để chúng ta áp dụng trong đời sống tu tập tứ niệm xứ chúng ta vậy. Và thưa vị, thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẹp, báo sinh lên xin cúng dường chư tông đức tăng, xin chỉ dưỡng toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hân hoan nhận quả phước này để được sự an vui đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạch Dạ, Nam mô Sơn Thầy Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Chúng con một lần nữa chúng con thành kính thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề kính tri ân thượng tọa giảng sư từ bi bi mẫn dành chút thời gian quý báu đến với đạo tràng Phật học chuyên đề tối hôm nay và cho chúng con một bài học về tâm sở và bài 16. Và chúng con một lần nữa thành kính tri ân thượng tọa và kính tri ân chư tôn đức tăng ni đã cùng chúng con tham dự và thính dự một buổi học hôm nay của thượng tọa giảng sư Chánh Minh. Và vào giờ này thì chúng con xin kính dâng thượng tọa một ly nước mát trong giờ giải lao vài phút. Và chúng con xin kính mời quý vị đang hiện diện trong đạo tràng có những thắc mắc gì trong bài học buổi hôm nay, xin kính mời quý vị có thể lên cầm mic hỏi trực tiếp thì rất dễ dàng hơn. Và có thứ hai là quý vị có thể đánh topic lên màn hình thì MC sẽ đọc câu hỏi dùm cho quý vị. Và một câu hỏi của quý vị cũng là một bài học chung cho đạo tràng tối hôm nay và khích lệ tinh thần cho MC để dẫn chương trình thêm ạ. Dạ, chúng ta thấy câu hỏi này. Câu hỏi á, tâm sở xuất là sự gặp mặt hay là sự va chạm hay là sự đụng chạm có tâm và cảnh nha. Đó là cơ bản. Còn vật là khi nói trong cái cõi ngũ uẩn này, tâm ở đây là chỉ cho dòng tâm hữu phần, và cảnh là cảnh từ bên ngoài của cái cảnh của tâm hữu phần. Tâm hữu phần là tâm gì? Xin thưa, đó là một cái loại tâm mà cái thời điểm ban đầu của một kiếp sống đó đó, cái tâm đó được gọi là tâm tục sinh. Sau sát na thứ hai thì cũng có loại tâm đó sinh khởi lên, và từ sát na thứ hai đó trở đi cho đến trước khi cái tâm đó chấm dứt đi cuộc sống, thì trong khoảng đó, như giả sử một người sống được 100 năm thì kể từ cái sắc na thứ hai của tâm tục sinh trở đi đến gần 100 năm trước cái tâm tử xuất hiện, thì cái dòng tâm đó được gọi là tâm hữu phần. Và cũng loại tâm đó làm cái phận sự là chấm dứt cuộc sống thì cái tâm đó được mang tên tâm tử. Nói cách ngắn gọn hơn, khi là chúng ta tục sinh bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó. Và trong giữa, khoảng giữa tâm tục sinh và cái tâm tử đó đó, một cái loại tâm tương tự như vậy, giống như vậy, không hề sai khác, nó sanh lên, thì thuật ngữ để chỉ cho cái loại tâm này để phân biệt tâm tử và tâm tục sinh được gọi là tâm hữu phần. Xin thưa, chính cái cảnh bên ngoài như là sắc thinh hương vị xúc pháp, nó va chạm vào cái tâm này, nó nảy sinh ra một loại tâm mới, thì sự va chạm đó hay sự tiếp xúc hay là sự gặp mặt của cái cảnh đó với dòng tâm này đó nha, thì tâm sở xúc sanh lên. Mà khi tâm sở xúc sanh lên thì tâm sanh lên, tức là một loại tâm khác sanh lên. Bởi vì chúng ta đã biết rằng á, tâm và tâm sở có bốn sự đồng, đồng sinh. Nếu tâm sinh lên thì tâm sở cũng sanh lên. Mà xúc là một loại tâm sở, thì ngược lại, cái định lý ngược trở lại, thì tâm sở xúc sanh lên thì tâm sẽ sanh lên. Nhưng đó là loại tâm khác với cái dòng tâm hữu phần. Dòng tâm hữu phần nó có một cảnh riêng, cái cảnh đó nó xuất hiện trước khi gần chết của kiếp sống trước,
hoặc là cảnh nghiệp, hoặc là cảnh nghiệp tướng, hoặc là cảnh thú tướng. Và cái dòng tâm hữu phần này nó chỉ bắt riêng cảnh đó mà thôi. Cho nên cảnh sắc, thinh hương, vị xúc và pháp đó nó khác biệt với cái cảnh của dòng tâm hữu phần. Cho nên tạm thời chúng ta dùng danh từ là cảnh bên ngoài hay là cảnh ngoại lai. Nó tiếp xúc với dòng tâm hữu phần, nó nảy sinh ra một loại tâm khác. Và khi một tâm khác vừa sinh khởi lên thì tâm sở xúc cũng vừa sinh khởi lên, bởi tính chất của tâm và tâm sở xúc đồng sanh. Nói cách khác, khi sự tiếp xúc đó giữa cảnh ngoại lai và dòng tâm hữu phần đó va chạm với nhau hay là tiếp xúc với nhau, đụng chạm với nhau, thì bây giờ tâm sở xúc sanh khởi. Tâm sở xúc sanh khởi thì đồng nghĩa rằng một loại tâm khác nó sanh khởi. Chứ tâm sở xúc không phải là tâm nha. Cho nên câu hỏi này xin lặp lại rằng á, là nó mất tiêu rồi, chạy mất tiêu rồi. Định nghĩa tâm sở xúc là sự gặp mặt hay là giáp mặt hay là tiếp chạm giữa cảnh và, nếu ở cõi ngũ uẩn thì có thêm là vật, tức là sự giáp mặt hay là sự gặp gỡ giữa tâm giữa tâm là tâm hữu phần đó, xúc và giữa tâm hữu phần cảnh và vật. Như trong lý thập nhị duyên khởi có ở Đức Phật này có dạy. Sa la yat tan na bát chi yat phát sơ, xá xứ duyên cho xúc. Xá xứ đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân khi va chạm với sáu trần thì làm sanh khởi xúc, duyên cho xúc. Trong bài kinh mà Lý Duyên Khởi đó, thì sa la yat tan na bát chi yat phát sơ, sáu xứ duyên cho xúc. Sáu xứ đây chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Gặp với sáu tầng là sắc, thinh, hư, vị, xúc và pháp làm khởi sanh lên xúc. Và một khi xúc nó đã khởi lên thì một loại tâm khác với tâm hữu phần nó khởi lên. Đó là câu trả lời của chúng tôi đối với câu tóc ngắn Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, và chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và chúng con xin đọc câu hỏi tiếp theo là câu hỏi 2 của đạo hữu Ái Minh. Dạ, kính bạch sư, tâm dẫn đầu các pháp, vậy tâm ở đây là tâm sở hay là loại tâm khác? Tâm sở có dẫn đầu các pháp không? Và theo đạo hữu Ái Minh thì hỏi tâm ở câu pháp cú này là tâm sở hay là loại tâm khác. Dạ, chúng con cung thỉnh thượng tọa. Xin thưa, câu pháp cú á, tâm thật sự chúng ta gọi là tâm á. Nếu ở đây Đức Phật này dùng chữ mano buppan thammagama, ý dẫn đầu các pháp, thì thôi nói tâm cũng được, nó cũng không có lệch nghĩa lắm bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta có, trong những bài trước chúng ta có phân tích á, tâm là nói chung. Nhưng khi Đức Phật này dùng chữ ý là muốn chỉ cho loại tâm nằm trong cái dòng động lực, chính cái loại tâm này nó là quan trọng, còn những loại tâm khác nó không quan trọng lắm. Nhưng thôi tạm thời không theo dõi những bài học trước thì chúng ta tạm cho là như vậy. Tâm dẫn đầu các pháp
Tức là muốn nói lên cái vị trí là hướng dẫn các pháp, nhưng mà không phải sanh trước. Đó là một điểm cần lưu ý. Thứ hai là những tâm sở không thể hướng dẫn tâm. Bởi sao? Bởi nó là vật phụ thuộc của tâm, nhưng mà nó lại tác động tâm. Giữa tâm sở và tâm, nó có hai trường hợp như vậy. Trường hợp thứ nhất, Đức Vua ra lệnh các quan cẩn thận làm theo. Thì trường hợp này Đức Vua chỉ đạo cho các quan cẩn thận. Các quan cẩn thận không bao giờ chỉ đạo Đức Vua, nhưng mà các quan cẩn thận có thể làm thay đổi đường hướng của Đức Vua. Ví dụ như các quan đại thần nó nói là thưa đại vương, xin đại vương hãy đi con đường như vậy nè, đừng đi con đường đó, nó gồ ghề lởm chởm, con đường đó có nhiều nguy hại. Thì Đức Vua sẽ quyết định đi theo con đường tốt đẹp mà các quan đại thần đã trình bày ra. Thì trường hợp này được gọi là các quan đại thần đã kích thích Đức Vua hay tác động đến Đức Vua, nhưng mà không thể hướng dẫn Đức Vua, bởi vì quyền quyết định là do Đức Vua, không có thể nghe theo hoặc là không nghe theo, còn hướng dẫn là phải đi theo, phải đi theo. Ở góc độ nào hình như là mình thấy rằng cái quan đại thần hướng dẫn Đức Vua đi, nhưng mà thực tế không phải. Đức Vua có thể nghe theo hoặc Đức Vua không thể nghe theo. Cũng như Đức Phật ngài á hướng dẫn chúng sanh đi theo con đường đó. Chúng sanh có thể tác động đến Đức Thế Tôn, nhưng mà không thể điều khiển Đức Thế Tôn. Ví dụ như ông Lưu Y Chi Quán Cá sau khi rồi trị bệnh Đức Thế Tôn, mới tác bạch là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn vì lòng mi mẫn cho hàng đệ tử chúng con được cúng dược y đến cho chư tăng thỉnh cầu đó. Đức Thế Tôn quán xét là điều này hợp pháp, điều này hợp với chân lý, Đức Phật nhận lời. Đó là một sự kích thích, một sự tác động. Hoặc như Đại Phạm Thiên, mọi người Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tý, khi mà Đức Thế Tôn ngài không muốn giảng pháp nữa, thì Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tý cũng than rằng, mới kêu lên rằng thế gian này sẽ chìm trong bóng tối, thế gian này sẽ đi rơi vào cái hoại diệt, bởi vì Đức Thế Tôn ngài không muốn giảng pháp, mới thỉnh cầu. Đó là một sự kích thích, một sự tác động. Và Đức Thế Tôn thấy rằng điều này tốt đẹp, nó nhận lời. Nhưng mà không thể nói rằng là Phạm Thiên Sa Mắc Tý hướng dẫn Đức Thế Tôn, không thể nói được như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài hướng dẫn chúng sanh thì được. Ngài đi theo con đường này, con sẽ đến đó, hãy từng bước thực hành giới định tuệ, từng bước các con sẽ đi tới chỗ này. Và thậm chí Đức Thế Tôn, trong thời Đức Thế Tôn có những tỳ khưu mà vượt qua cái giới hạn Đức Phật ngài chế định học giới, ngài buộc phải vô đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tâm thì hướng dẫn các pháp, dẫn đầu các pháp, hướng dẫn các pháp, nhưng mà các pháp không hướng dẫn, không dẫn đầu cái tâm mà. Các quan đại thần không thể dẫn động vua được, Đức Vua phải đi trước, cộng đoàn nha, Đức Vua đi trước. Nắm được chưa? Hiểu rồi thôi, chứ đừng nhầm lẫn. Nếu tâm dẫn đầu các pháp là các pháp cũng đồng sinh với tâm, tức là tâm sở, thì tâm dẫn đầu được các pháp thì các pháp cũng dẫn đầu tâm. Chuyện này không bao giờ có hai vấn đề dẫn đầu hết, chỉ một mà thôi.
một thật nên là như vậy đã hiểu rồi thì chúng ta gửi mình lại cho đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy ạ. Dạ sa thú, dạ chúng con xin thay mặt đạo hữu Ái Minh thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Dạ, chúng con tiếp câu hỏi thứ ba của đạo hữu Nicin Lokin. Dạ, kính thưa sư, khi tay đụng một vật là ghi nhận sự xúc chạm hay ghi nhận sự cứng mềm của vật chất mà chúng ta đụng chạm ạ? Kính thỉnh thượng tọa trở lại pháp tòa để giảng giải câu hỏi của đạo hữu Nicin Lokin. Dạ, khi mà tay chúng ta nắm một vật và chúng ta phát sinh những cái điều gì đó, nhận thức một điều gì đó, thì đó là tâm sở xuất. Mình lưu ý điểm này. À, mà chúng ta cần coi vấn đề. Thì chính cái sự nhận thức này đó, nó phát xuất từ cái cảnh đó. Ví dụ như bây giờ nhận thức cứng hay mềm, thì cái cảnh cứng hay mềm đó là cảnh đất nha. Nhìn nào có thực tính pháp đó. Nó không phải là cái ly, nó không phải là khúc cây, nó không phải là cái nhà đó. Cái ly, khúc cây, cái nhà đó, đó, nó chỉ là một cái danh từ để chỉ ra, định đặt ra là thôi. Ngay cả danh từ cứng hay mềm nó cũng chỉ là định đặt ra thôi. Nhưng mà cái mà chúng ta nhận thức được nó cứng hay mềm đó, đó, cái mà chúng ta nhận thức được đó, đó, mà không phải qua ngôn từ á, thì đó là cảnh đất. Cảnh đất thì sự nhận thức được cái cảnh đất đó, khi cảnh đất mà tiếp chạm được đó, tiếp xúc nữa, để rồi nảy sinh ra cái sự nhận thức đó, thì cái đó đó, cái nhận thức là khác, cái nảy sinh ra cái nhận thức đó, đó chính là tâm sở xuất. Tức là không phải chúng ta ghi nhận xuất, mà chúng ta ghi nhận cái cảnh đó, mà cái cảnh đó nó được hiển lộ bởi, hay là nó được nhận thức bởi sự tiếp chạm. Sự tiếp chạm đó được định danh là tâm sở xuất. À, mỗi vị này, khi mà quý vị bước đó, chân mà chạm nha, chạm với đất á, mà biết đất cứng hay mềm á, nhận thức được cái chỗ chạm là cứng hay mềm đó, đó là cái cảnh. Mà cái cảnh nó nảy sinh từ cái giai đoạn mà chúng ta tiếp xúc tới, cái chân tiếp xúc tới, tâm nó nhận thức được. À, thì cái trạng thái đó, đó gọi là tâm sở xuất, nhận thức được đó là tâm. Cái cứng hay mềm, cái trạng thái cứng hay mềm đó là cảnh đất. Theo ngôn từ để chúng ta nắm bắt những cái trạng thái cứng mềm, không cần phải diễn đạt. Chứ quý vị đưa tay mà dỗ vô trong cái bàn mà không cần nói mà cảm nhận của nó cứng hay mềm đó, đó, cái đó là pháp thực tính. Còn danh từ nóng mà cứng hay mềm nó cũng chỉ là danh từ, mà chúng ta dùng cái pháp thực tính à, là đụng chạm đó. Ví dụ một cái người mà đưa trái chanh, hỏi người khác ăn không, người này nó chưa lắm, nhưng thật sự cái người đó chưa đụng chạm tới cái vị chua, nhưng mà đụng chạm tới cái cảnh chua mà đã từng biết, mà chưa đụng chạm tới cảnh chua. Thì cái sự mà đụng chạm tới cái cảnh chua hay là va chạm tới cảnh chua đã từng biết, đó chính là tâm sở xúc. Mà nhận thức rằng á, nó chưa, à, đó là cảnh vị. Này cảnh vị này á, nó thuộc về vị tưởng, chứ không phải là cái nó tôi là cảnh danh á, chứ không phải là cảnh sắc thật sự. Khi cảnh sắc thật sự đó, nếm vào, nếm cái muối chanh vào,
mà biết chưa, biết chưa, mà không cần phải nói chi chưa đó. Người đó biết chua như thế nào, nó chua dịu dịu, nó chua quá chua, hoặc là nó chua tê lưỡi hay gì đó chẳng hạn. Cái trạng thái chua đó đó, đó là cảnh vị. Còn đưa ra chanh lên hỏi ăn không, nó chua lắm. Thì cái chua đó đó, nó chưa phải là thật sự cảnh vị, mà nó do cảnh tưởng cảnh vị, tưởng cảnh vị. Nó là cảnh danh pháp. Nhưng mà biết nó chưa, nó là một loại tâm khác sinh lên. Trước đây cái tâm biết chưa chưa có, nhưng mà mắt tiếp xúc với cái chanh, rồi từ đó nó dẫn tới một khác thuộc về danh pháp. Biết nó chưa, trước đó cái biết chưa không có, sau đó cái biết chưa nó có. Cái biết chưa nó có là một loại tâm khác. Và cái tâm mà không biết chưa, nó đã diệt đi để một tâm khác sanh khởi. Cái sự sanh ra cái tâm mới sanh lên á, nó từ cái nguồn gốc hay là từ cái nguyên nhân, là do cái cảnh nó tiếp xúc với cái tâm để nảy sinh lên cái tâm biết chưa. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhạy bén nắm bắt. Xin giải thích lại cho đạo tràng. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ sa thú, sa thú. Dạ chúng con xin thay mặt đạo hữu Nasi Lokin thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, và chúng con xin thay mặt toàn thể đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Vào giờ này thì chúng con cũng không có thấy thêm được câu hỏi nào. Thì chúng con cũng thấy thời lượng chương trình buổi giảng hôm nay cũng vừa phải lẽ. Chúng con xin thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề tối hôm nay, toàn thể quý vị tiền hữu trí thức tham dự khóa học, và chúng con xin cung thỉnh thượng tọa. Thưa quý vị, đồng hồ chúng tôi đã là 10 giờ. Ngày mai chúng tôi còn phải cái lớp, hai cái lớp dạy nguyên ngày nữa. Nếu như điểm thứ nhất, nếu như đạo tràng không còn những câu hỏi, hoặc là vị Phật tử còn câu hỏi, chúng ta xin tạm thời để lại cái phần thứ hai tuần sau. Chúng ta sẽ, quý vị cứ ghi note lên đi, rồi thứ hai tuần sau quý vị sẽ hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Đến hôm nay thì giờ phút này chúng tôi nghĩ cũng vừa phải lẽ. Phú báo sanh lên do phần pháp đàm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chư điện toàn thể chư Phật tử. Mong rằng xin thưa rằng gì diệu pháp không khó đâu, không khó đâu, chỉ cần chúng ta lưu tâm là chịu lắng nghe và chịu đào sâu, chúng ta sẽ thấy còn dễ hơn làm thơ nữa, còn dễ hơn làm toán nữa. Lúc đầu thì có những một số học sinh nó than là làm toán khó quá, toán khó học quá, nhưng mà nỗ lực một thời gian sau là thấy ồ, toán rất là dễ mà rất là lý thú. Lúc đầu làm thơ không được, làm thơ khó quá, tìm vần khó quá, làm cố gắng rèn luyện thời gian trở thành thi sĩ nào cũng hay, không có khó đâu. Nên nhớ rằng người ta học được mình học được, người ta nghiên cứu được mình nghiên cứu được, người ta cũng có mắt tai mũi lưỡi thân và trí, mình có mắt tai mũi lưỡi thân và trí. Hơn nhau ở cái nỗ lực, hơn nhau ở cái kiên trì, chứ không có giờ xung đụng được đâu, không có giờ xung đụng được đâu. Nên lưu ý vậy đó. Và khi mà chúng ta nắm bắt được cái gì diệu pháp rồi đó,
thì chúng ta nghe cái là chúng ta nhận định được cái đâu là đúng đâu là sai liền, nắm bắt được rồi á, nghe cái chúng ta nhận định được rồi. Cái điều này cần nên đem vô và cái điều này cần nên bỏ ra. Chẳng hạn quý vị nghe có tình cờ chúng tôi nghe một cái vị giảng sư giảng đó, khi mình ước muốn đạo quả đó là tham nhưng mà tham thiện, nó sai liền. Tham là tham, thiện là thiện, tham và thiện không bao giờ đi chung với nhau được, không bao giờ đi chung với nhau nữa. Ví dụ giống như nói khi nào mà mình ước nguyện đạo quả niết bàn đó là tham, chứ hạn vậy nó sai liền. Tại sao? Bởi vì đạo quả niết bàn là chấm dứt đi cái tham, mà tham á, nếu mà ước nguyện đạo quả niết bàn nó là tham nữa thì làm sao mà có sự chấm dứt là tham được. Cho nên khi mà mình nắm bắt rồi á, dĩ nhiên là tranh biện cũng chẳng cần gì phải tranh biện, nếu cần thấy không cần thiết hoặc là thấy không có lợi, thấy không có lợi thì thôi. Chúng ta thí dụ rằng giống như nói về cái phương diện mà triết học là không bàn tới, nhưng mà cái phương diện mà về phương diện mà chân pháp á, tức là lĩnh vực nghệ thuật là chúng ta không bàn tới, muốn nhân cách quá cỡ nào nhân cách quá, nó là cái nghệ thuật, nhưng mà chân pháp là chuyện khác á. Ví dụ như bản nhạc của nhạc sĩ đại tài Trịnh Dung Sơn Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, xin thưa hạt bụi không thể quá kiếp được, làm sao quá kiếp được? Hạt bụi là cái thể vật chất chứ không thể hóa kiếp được. Mình nói cái chữ hóa kiếp thì bao gồm cả cái tâm thức trong đó nữa, thọ tưởng hành thức nữa. Hạt bụi là hạt bụi, dù cho nó phát triển cỡ nào, cái hạt bụi kia nó đóng thành lớp, thành mảng, thành tảng, thành khối chăng nữa thì nó cũng vẫn là vật vô tri, không thể là phát triển được thành là thân tôi được, nó quá kiếp được thân tôi được. Bởi vì khi nói tới thân tôi này thì bao gồm trong đó gì, thọ tưởng hành thức trong đó nữa. Cho hạt bụi dù cho nó đóng lại, nó phát triển cỡ nào, nó trở thành núi Tu Di Sơn nữa thì cũng vẫn là vật vô tri vô chết. Ở trên phương diện nghệ thuật, trên phương diện nhân cách quá thì sao cũng được ha. Nhưng mà chân lý, chân pháp thì có cái tầm nhìn khác, nó phải tương tự nhau rồi cái cho là giống nhau, không giống nhau chút nào á, khác nhau hoàn toàn, xa cách nhau một trời một vực, không giống. Giờ cho chúng ta thấy gì, cái bông sen dù cho nó nhỏ, dù nó phát triển lớn, cho dù nó rộng như cái mặt trời chăng nữa thì nó cũng vẫn là vật chất, vẫn là bông sen, cho nó hóa kiếp cỡ nào kệ nó cũng vẫn là bông sen, nó không có tâm thức. Hạt bụi không thể quá kiếp thân tôi được. Hoặc giả giống như nhà thơ á, trên phương diện nghệ thuật thì chúng tôi miễn bàn, nó nghệ thuật có nghĩa là tưởng tượng cả nào cũng được, nó nhân cách hóa. Ví dụ như là ngày sáng qua nhặt cánh vô thường chẳng hạn, cái câu thơ cũng đẹp lắm, nhưng vô thường không có cánh, nó không phải là hoa vô thường, nó không phải là giọt nắng vô thường, nó không có là gì hết. Vô thường là sự biến hoại, thay đổi,
mà nó thay đổi nó không phải là cánh hoa. Chúng ta thấy thử nhá. Nhưng mà về cái văn thơ nghệ thuật á thì nó tươi mát hay gì đó, thì chuyện của nghệ thuật. Còn chuyện của chân pháp là chuyện chân pháp, nó không có khó đâu. Mà nhờ cái đó, đó chúng ta nhận định rồi chúng ta lấy cái gì cần lấy và bỏ ra gì cần bỏ. Xin chân tâm có muốn nói gì chúng ta gửi mít lại cho chân tâm. Nam mô Bố Thầy Gia. Hàm xin cúng dường anh Chư Tôn Đức Tăng, xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng quý vị hoan hỷ để phát triển trí tuệ, nhận thức được những pháp sâu thẳm của Đức Thế Tôn, và để cho trí tuệ chúng ta được tăng trưởng thêm vững mạnh trên bước đường tu học cũng như bước đường tu tiến, là thành đạt được mọi ước nguyện của chúng ta. Và xin về đăng tâm ngay trên chúc phước. Vatusambamangalangrakhandusapadevatasapabhutanuvavenasadasvatipavantutevatusambamangalangrakhandusapadevatasapasangha nuvavenasadasvatipavantutetakavukbavangarengui. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sằng Khả Gia. Kính chúc quý vị được mọi ước nguyện được viên mãn và thành tựu được thánh đạo, thánh quả niết bàn, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào tạm biệt quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ hai tuần sau. Chúng tôi xin cáo biệt.